cách lựa chọn pin cho nhiệt kế đo tráng là như thế nào. Và Sơn xin chào bà con ha. Thì trên thị trường có hai dòng nhiệt kế mà được nhiều người tin dùng nhất, đó là một là hãng Amrong và hai là hãng Myrolite. Thì hãng Myrolite nó có nhiều cái model khác nhau, nhưng mà nó xài chung một loại pin, đó là pin 3A hay. Đó, pin này nè, pin 3A. Còn cái pin 2A là pin to hơn nha. Pin 2A là xài cho remote TV, đó, máy lạnh, hoặc là mình có thể xài cho những cái nhiệt kế như thế này và máy đo huyết áp cổ tay. Thì khi mà cô chú mình mua thì nhớ mua những cái dòng pin alkaline, là pin khô, nó có chữ alkaline ha, là nó sẽ không bị chảy pin và cái dung lượng pin rất là lớn. Ngoài ra đó thì cái hàng Amrong á thì họ sẽ xài cái dương pin pin 2032 giống như máy đo đường huyết nha. Nên là trước khi mình đi mua đó thì mình xem là cái pin nó là loại nào. Thường là pin 3A, còn một cái loại là xài cái viên pin nhỏ. Đây cô chú anh chị mình thấy ha, cái hãng Marcel thì nó có nhiều loại, ví dụ như pin rẻ tiền mà cho đồ chơi trẻ em là khác nha. Còn cái pin này là pin khô, nó có chữ alkaline trên đây nè. Đó, một vỉ này thì tầm khoảng 25 đến 30 ngàn. Đó, cô chú thấy không, những cái dòng máy như thế này nè là xài hai viên pin 3A. Đây là dòng pin 2032 dành cho những máy như là của Amrong. Thì cái này mình xài cho cái remote xe máy nè, remote xe hơi, hoặc là remote của những cái cửa cuốn. Đó, khi mình mua dòng 2032 thì sau cái chữ 2032 này nó có chữ H, đó là cái dòng pin chất lượng cao của hãng Marcel đó. Cô chú mình cũng biết mấy cái dòng thiết bị y tế đó là nó rất là mắc tiền, tầm khoảng từ 1 triệu đến trên 1 triệu đó. Nhưng mà khi mà mình mua pin, mà mua pin thường á, mình đo cái lâu lâu mình mới xài thì khoảng tầm vài tháng mình bỏ quên trong tủ thì nó chảy pin hư máy rất là tiếc ha. Những cái máy này họ bảo hành mình 2 năm 3 năm, nhưng mà mình xài được cả 5-10 năm nếu mà mình xài kỹ ha. Nên là cô chú mình chú ý mua pin cho tốt nha, để đỡ phải hư hao đáng tiếc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hoàng Sơn có để lại số điện thoại bên dưới, cô chú mình cần thì có thể liên lạc Hoàng Sơn để mình có thể gửi qua đường bưu điện tận nhà những cái dòng pin như thế này. Ngoài ra thì cô chú mình cũng có thể xem thêm cách khắc phục lỗi tại nhà của những dòng máy này ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.